À, mình vừa làm xong bộ đèn led Audi xe Winner nè các bạn. Kiểu so le một bên 4 đèn ô lốc cộng led Audi. Với lại một bên là led Audi không. Led này làm bên cửa hàng mình là được bảo hành vĩnh viễn là không hư nha các bạn. Và một cây L4 chính giữa và hai hai cây L4 trên chân kiến. Tháo một cây rồi. À, led Audi rất sáng nha. Ban ngày đó các bạn, ban ngày nó cũng hiện lên là rất sáng, rất đẹp. À, xi nhan này chưa, mở nhan này, bên đây là xi nhan nó sẽ chớp luôn nha các bạn, rồi bên đây luôn, bên đây là nó chớp 4 ô lốc, tắt nhan này. Tắt nhanh là nó hiện bình thường lại, rất ngầu. Rồi để vô đây, để lại vậy. Cái này là xài theo chế độ sương mù nha các bạn, Bastin, Bastin. Cái đó là chế độ ưu tiên nữa các bạn. Để quay xem.